Được anh còn đùa em nữa. Đã hứa bán hàng cho mẹ hôm nay, không biết làm thế nào đây này. Có gì đâu, khách sẽ tự tìm tới quán, chứ không giống như là mình làm tour mình phải đi tìm khách đâu. Sao mà không lo được, nhỡ lỗ thì sao? Mẹ bảo là tiền vốn 1,5 triệu đấy, bán bao nhiêu bát cháo mới lãi được. Nếu mà lỗ thì anh bù. Tiền của anh thì nói làm gì. Anh chăm giúp em nhé, em chỉ mất một tí thôi. Em ơi, cho anh gửi tiền. Dạ. Anh chờ em một chút. Cảm ơn anh ạ. Ok, anh cảm ơn nhé. Ra dáng con dâu của bà chủ quán trong lòng lắm rồi. Anh trật tự. Không em lại đếm nhầm bây giờ. 205.000, 7 bát cháo lòng, 2 đĩa lòng ăn thêm. Đúng chưa? Thế là vẫn còn thiếu 1,295,000 thì mẹ mới hòa vốn. Còn sao bây giờ? Mới có 7 giờ sáng thôi. Yên tâm, kiểu gì cũng hòa vốn. À không, kiểu gì cũng lãi to. Lãi to. Quán hết ớt bột rồi, anh chạy về nhà lấy. Em bán một mình nhé. Vâng. Em sao đó? Nãy giờ thấy em cứ trầm ngâm ấy. Bán đủ doanh số cho mẹ rồi mà. Tính cả thời gian chuẩn bị và bán hàng là khoảng 9 tiếng. Tiền vốn bỏ ra là 1,500,000. Mình lãi được khoảng 520. Đấy là còn chưa tính tiền điện, tiền nước, rồi gia vị nữa. Thế thì khoảng 1 tiếng mẹ sẽ kiếm được 50.000. Em biết lao động là niềm vui của mẹ, nhưng mà đến thanh niên như mình còn mệt, còn mỏi lưng. Mẹ lớn tuổi rồi, sức khỏe lại không tốt. Bây giờ đang mùa hè còn đỡ, anh nghĩ mùa đông mà phải ngâm nước lạnh lâu như thế, mẹ có đau tay không? Tao rất nhiều lần anh thuyết phục mẹ được bán nữa, nhưng mà mẹ không đồng ý. Anh nghĩ là chắc phải nhờ cô con dâu này ra tay mày ra. Cảm ơn em đã lo cho mẹ của anh. Nếu như ông với bố muốn đánh anh 100 trận đòn, anh cũng có thể chịu được, miễn là có thể rước được cục kim cương này về.